Mọi người thường lầm tưởng và cho rằng mọi động vật có lực cắn lớn đều có kích thước khổng lồ và có răng nhọn. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tại sao tôi nói như thế? Nếu muốn biết thì các bạn hãy xem hết video này nhé. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là 11 loài động vật có lực cắn mạnh nhất trên hành tinh ở thời điểm hiện tại. Vẫn như bao video trước, mình vẫn khuyên các bạn hãy ấn like và subscribe đi, rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Số 11, chó ngao Tây Tạng, lực cắn 550 PSI. Khi nhắc đến các giống chó mạnh nhất trên thế giới như Breeding đen, Pitbull, chó chăn cừu Đức, thì trong số đó, ngao Tây Tạng là giống chó khổng lồ và phải dùng đến 3 loài động vật khi so sánh với nó. Nó mạnh hơn báo hoa mai, to hơn chó sói và nhanh hơn ngu. Chó ngao Tây Tạng xuất hiện từ khoảng 5.000 năm trước. Chúng được thuần hóa để trở thành một vệ sĩ tích cực giúp bảo vệ đàn cừu trước những mãnh thú trên thảo nguyên thuộc dãy Himalaya. Một con ngao Tây Tạng trưởng thành có chiều cao trung bình từ 80 đến 85cm và trọng lượng từ 60 đến 75kg. Bộ lông dày có hai lớp bao bọc cơ thể để giảm thiểu sự ảnh hưởng của thời tiết lạnh trên các cao nguyên. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế nào, ngao Tây Tạng vẫn có thể thích nghi nhanh nhất có thể. Màu lông chủ yếu của chúng là đen tuyền có khoang màu đồng ở mõm và chân, màu nâu đỏ, màu cam và xám. Phần đầu của nó to và không có nếp nhăn, bốn chân chắc khỏe, đầy cơ bắp. Ngao Tây Tạng được người dân bản địa xem là thần quyển vì thân hình to lớn, đồ sộ và sở hữu sức mạnh như loài sư tử. Cú cắn của loài động vật này cũng được xem là ngang cơ với sư tử, khi chúng có thể cắn với lực 550 PSI, tương đương 380.000 kg trên mét vuông. Kể cả những loài động vật dũng mãnh như gấu, hổ, báo, chó sói thì đó cũng không phải là đối thủ của ngao Tây Tạng. Nhưng tiện đây thì mình cũng giải thích qua một chút về đơn vị PSI, là tên viết tắt của cụm từ Pound Per Square Inch. Thì đây là đơn vị cơ bản được các nhà khoa học sử dụng để tính lực cắn của một loài động vật, đo bằng trọng lượng bao trên inch. Số 10, sư tử, 650 PSI. Được biết đến với cái tên là chúa tể sơn lâm, tuy nhiên lực cắn của sư tử lại kém xa những con vật khác trong gia đình nhà họ mèo của mình. Ghi nhận hiện tại thì lực cắn của sư tử rơi vào khoảng 650 PSI, tương đương 450.000 kg trên mét vuông, cao hơn một chút so với chó ngao Tây Tạng. Dù khi so với hổ hay báo thì lực cắn này khá yếu, tuy nhiên vẫn gấp 6 lần nếu so với người bình thường. Với con số này thì sư tử xếp ở vị trí thứ 10. Giống như các loài thuộc họ nhà mèo khác, chúng là những con thú săn mồi siêu hạng và là động vật ăn thịt đầu bảng chủ chốt nhờ quần thể con mồi dồi dào. Nhưng không giống các loài khác, chúng đi săn theo bầy và săn bắt các loại thú lớn và gây nguy hiểm cho những kẻ săn mồi đơn lẻ. Bộ lông màu cát của sư tử hòa lẫn một cách tuyệt vời với màu của những cánh đồng cỏ savan, giúp chúng ngụy trang rất tốt. Con mồi chủ yếu của chúng là những động vật có vú, có thể kể đến là những động vật móng guốc có kích thước từ trung bình đến lớn, nặng từ 190 đến 550 kg, bao gồm ngựa vằn đồng bằng, linh dương đầu bò xanh, châu rừng châu Phi, linh dương Gernsbuch, hươu cao cổ, hà mã trưởng thành và thậm chí là voi châu Phi gần trưởng thành. Mặc dù đối đầu với những con voi trưởng thành sẽ rất nguy hiểm cho sư tử, nên chúng thường sẽ nhắm đến những con voi con để dễ săn bắt. Một cuộc săn mồi của sư tử thường không mất nhiều thời gian và rất quy lực. Khi săn mồi đơn lẻ, chúng sẽ giết con mồi bằng cách cắn vào cổ để làm gãy cổ hoặc tổn thương hệ tuần hoàn máu. Khi săn theo đàn, sư tử có thể kìm kẹp con mồi lớn trong khi các con khác cắn vào cổ làm nghẹt thở con mồi bằng cách khóa mõm, không cho nó thở. Chúng cũng có thể giết con mồi bằng cách ngậm vào miệng và lỗ mũi con mồi, điều này cũng dẫn đến nghẹt thở. Sư tử thường ăn mồi tại chính nơi mà chúng săn được con mồi, nhưng đôi khi là kéo con mồi lớn vào một nơi kín đáo. Những con sư tử đực sẽ ăn mồi đầu tiên, khi đến là những con cái và sau cùng là các con non. Những con sư tử con là đối tượng chính phải chịu đựng nhiều nhất khi thức ăn khan hiếm, nhưng nếu không thì tất cả các thành viên đều được ăn no, kể cả sư tử già và què, có thể chỉ sống bằng thức ăn thừa. Con mồi lớn sẽ được chia sẻ rộng cho các thành viên trong đàn. Một con sư tử cái trưởng thành cần trung bình khoảng 5kg thịt mỗi ngày, trong khi con đực cần khoảng 7kg. Sư tử có thể ăn tới 30kg thịt trong một lần. Nếu không thể tiêu thụ hết lượng con mồi, chúng sẽ nghỉ ngơi trong vài giờ rồi tiếp tục ăn. Vào những ngày nắng nóng, cả đàn rút lui vào bóng râm với một hai con đực đứng gác. Sư tử bảo vệ con mồi của chúng khỏi những kẻ ăn xác thối như cền cền và linh cẩu. Số 9, hổ, lực cắn 1550 PSI. Hiện tại có 5 phân họ trong tất cả các họ nhà hổ. Trong đó thì Siberian được coi là loài hổ lớn nhất khi mỗi con trưởng thành trung bình có thể nặng tới 300kg. Lực cắn của loài hổ này là 1050 PSI, tương đương với 730.000 kg trên 1 mét vuông, tức là mạnh gần gấp đôi sư tử.
Trong tự nhiên, hổ là loài động vật thuộc nhóm động vật ăn thịt đầu bảng, với thân thể to lớn, tính hung hãn dữ tợn, bộ lông vằn vện, hàm răng khỏe, móng vuốt nguy hiểm, sức mạnh, bản lĩnh, tính kiên trì và tốc độ chạy khá tốt, cao nhất lên đến 65 km/h, nên hổ được mệnh danh là chúa sơn lâm và ít có kẻ thù ngoài tự nhiên. Những con hổ được cho là những loài săn mồi về đêm, nhưng ở khu vực mà con người không hiện diện, những thiết bị điều khiển từ xa và camera đã ghi lại cảnh chúng săn mồi vào ban ngày. Hổ săn mồi theo kiểu rình rập và vồ, chế ngự con mồi của chúng từ mọi góc, thông thường từ những cuộc tập kích và bất ngờ cắn vào cổ để làm gãy cổ hoặc gãy cột sống hay khí quản của con mồi, hoặc là làm tổn thương tĩnh mạch hoặc động mạch chủ. Là một con thú bơi lội giỏi, hổ có khả năng giết chết con mồi ngay cả khi chúng đang bơi. Một số con hổ thậm chí còn phục kích cả các con thuyền để bắt người hay cá của họ. Thông thường, những con hổ cái khi chọn tấn công con người thường tập kích một cách lén lút nhất là khi con người đang cúi xuống làm việc hoặc khi đang cắt cỏ. Nhưng có thể nó sẽ thôi ý định này khi người ta đứng thẳng. Hổ thường tấn công bất ngờ nạn nhân từ phía bên hoặc từ phía sau. Nó sẽ tấn công người khi đơn độc. Nó rất kiên nhẫn để chờ đợi điều này qua quá trình rình rập và theo đuổi dai dẳng. Thông thường, hổ sẽ tấn công bất ngờ từ đằng sau. Nếu con người bỏ chạy, nó sẽ đuổi theo vồ. Hổ luôn luôn có những cú vồ đầy chốc. Khi con người chống lại và đối mặt, nó sẽ gườm và thủ thế, lấy đà chụp mồi. Nếu nó đập đuôi bên phải, sẽ phóng về bên trái và ngược lại. Vồ thẳng thì đuôi sẽ duỗi thẳng. Khi hổ tấn công vào mục tiêu, chúng sẽ vọt tới vồ đối thủ hoặc vụt nhanh tác mạnh bằng bàn chân trước. Cú tác của hổ có thể sẽ khiến cổ trâu, cổ bò gãy ngay lập tức, trẹo đi hoặc làm vỡ sọ của một con gia súc, gãy lưng của một con gấu lười hay dễ dàng lấy mạng của một con sói. Thường trước khi hổ tấn công, nó sẽ khom người xuống, lấy tấn định phi tới. Khi vồ hụt, chúng sẽ dừng ít giây chuẩn bị cho một cú vồ khác. Khi giao đấu với người có mang theo vũ khí thì hổ luôn muốn đoạt vũ khí của người rồi mới dùng chân tác một cú chí mạng hay vồ đến cắn xé. Lúc muốn đoạt vũ khí, chúng sẽ giương vuốt và chộm lên. Hổ thường tấn công theo kiểu lao lên không trung rồi phóng xuống chụp mồi, nên nó rất sợ có vật nhọn giương lên trời. Trong khi chiến đấu, hổ còn có một tuyệt chiêu mà dưới võ học gọi là thế trâu vằn, với việc con hổ khi chiến đấu thường nằm ngửa, chống bốn chân lên trời để lừa giết con mồi. Nếu con người sơ ý nhảy vào tấn công là sẽ bị tấn công bằng một đòn chí mạng. Hổ còn táo tợn hơn khi tấn công cả con người khi đang cưỡi voi. Mặc dù con hổ thường tránh voi, nhưng nó có thể nhảy vọt và phóc lên lưng voi để tấn công người quản tượng cưỡi trên lưng voi. Hổ là những mãnh thú hoang dã nguy hiểm nhất đối với con vật khác cũng như là với con người. Một con hổ có thể tấn công giết chết 3 đến 4 người đang sức thanh niên như bình thường. Số 8, linh cẩu, lực cắn 1100 PSI. Linh cẩu là một họ động vật thuộc bộ ăn thịt. Những cú cắn của linh cẩu có thể phá vỡ từng khúc xương của tất cả những con mồi của nó. Chúng có thể giết những con chó chỉ bằng một cú đớp vào cổ. Lực cắn của linh cẩu đạt tới 1100 PSI, tương đương 770.000 kg trên mét vuông, mạnh hơn cả sư tử và hổ. Hai chi trước dài và khỏe hơn hai chi sau, răng khỏe, có khả năng xé được thịt rất dai. Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng. Ngoài ra, có khả năng chạy nhanh cũng cho phép linh cẩu truy đuổi những con chim ở khoảng cách gần. Tuy vậy, linh cẩu thường hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu là theo các động vật săn mồi khác như sư tử, báo và cướp lấy thức ăn của chúng. Bởi vì cơ thể linh cẩu không hoàn hảo cho việc đi săn giống sư tử hay báo, nên chúng rất khó để có thể tự khống chế hay giết hại con mồi, buộc phải dựa vào các loài khác để bổ sung thức ăn. Linh cẩu cũng biết theo dõi và lợi dụng những các động vật ăn xác như cền cền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công. Tại châu Phi, linh cẩu hay đụng độ với sư tử, thường là khi linh cẩu nhòm ngó con mồi mà sư tử đã săn được. Tuy vậy, các cuộc đụng độ giữa chúng hiếm khi dẫn đến sự mất mạng, bởi linh cẩu thường cướp mồi theo bầy đàn. Nhưng lúc sư tử sơ hở và giải cứu cá thể trong đàn đang bị tấn công, sư tử đa phần sẽ chỉ tấn công với mục đích bảo vệ thức ăn. Với tính tham lam, liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và lối sống bầy đàn, một đàn linh cẩu có thể chiến thắng và giết sư tử khi một cá thể trong đàn bị tấn công nhờ vượt trội về số lượng, hoặc chúng tấn công những cá thể sư tử bị lạc đàn, già yếu hoặc bị thương. Bên cạnh đó, linh cẩu kể cả khi đơn độc cũng rất thích gây sự, vượt cưỡng con mồi của báo săn, bởi báo với cơ thể mảnh dẻ và bé hơn thường bỏ chạy mỗi khi linh cẩu trưởng thành tiếp cận. Số 7, gấu xám Bắc Mỹ, lực cắn 1200 PSI. Gấu xám Bắc Mỹ là loài vật khá to lớn. Khi trưởng thành, chúng có thể có chiều cao lên đến 2,5m và trọng lượng đạt đến 350 kg. Không chỉ mang thân hình to lớn, chúng còn có một chiếc mũi rất dạy, bộ móng vuốt dài cùng với bộ hàm cực khỏe, và lực cắn của chúng ở mức 1200 PSI, tương đương 840.000 kg trên mét vuông,
Với lực cắn này, chúng có thể cắn nát đến tận xương từng đối thủ cũng như con mồi mà chúng đụng độ. Gấu xám Bắc Mỹ, mặc dù xếp vào bộ ăn thịt và có hệ thống tiêu hóa đặc trưng của một loài động vật ăn thịt, chúng thường là loài ăn tạp. Chế độ ăn uống của chúng bao gồm thực vật và động vật. Chúng được biết đến là có thể săn các động vật có vú lớn như nai sừng tấm, nai sừng xám, tuần lộc, hươu đuôi trắng, hươu la, cừu sừng lớn, bò rừng bison và thậm chí là cả gấu đen Bắc Mỹ. Mặc dù chúng có nhiều khả năng là sẽ tấn công những con mồi còn non và cá thể bị thương hơn là những con mồi trưởng thành khỏe mạnh. Gấu xám ăn các loại cá như cá hồi chấm và cá vượt. Những cá thể có chế độ ăn giàu protein hơn ở các khu vực ven biển có khả năng phát triển lớn hơn những cá thể trong đất liền. Những con gấu xám cũng dễ dàng nhặt thức ăn thừa hoặc xác thối để lại bởi những động vật khác. Gấu xám cũng thường ăn chim và trứng của chúng khi thường tập hợp với số lượng lớn tại các địa điểm có cá hồi để đón bắt các loài cá hồi di cư. Chúng thường xuyên săn những chú nai con bị mẹ chúng bỏ lại trên cỏ và thỉnh thoảng chúng cũng đột kích vào tổ của những kẻ săn mồi như đại bàng đậu trắng. Do tương đồng về môi trường sống và chế độ ăn, gấu xám thường xuyên xung đột với các loài thú ăn thịt khác như sói xám, sói đồng cỏ, gấu đen Bắc Mỹ hay báo và sư tử. Nhưng những kẻ ăn thịt đó phải khôn ngoan, kinh nghiệm hoặc có cả đàn đi theo mới dám đương đầu với chúng. Phần lớn trong nhiều trường hợp, những đối thủ cạnh tranh này sẽ tránh đối đầu với gấu xám do bất lợi về hình thể và sức mạnh. Nhiều cuộc đụng độ thường chỉ với mục đích tranh giành con mồi, lãnh thổ hay tự vệ. Số 6. Khỉ đột, lực cắn 1300 PSI. Khỉ đột là loài linh trưởng có kích thước lớn nhất thế giới. Một con trưởng thành có thể nặng đến 200 kg. Bên cạnh sức mạnh về cơ bắp, khi chúng có thể nâng được trọng lượng lên đến 2 tấn, thì lực cắn đo được của khí đột cũng ở một con số rất lớn là 1.300 PSI, tương đương với 910.000 kg trên mét vuông. Với lực cắn này, chúng có thể cắn xé từng loại vỏ cây. Họ hàng gần nhất của khí đột là loài tinh tinh và con người. Tất cả các loài thuộc họ người đã tách ra từ một tổ tiên chung khoảng 7 triệu năm trước. Chuỗi gen con người chỉ khác biệt trung bình 1,6% so với chuỗi gen tương ứng của khí đột. Cho đến gần đây, khỉ đột được coi là một loài duy nhất với 3 phân loài: khỉ đột đồng bằng phía Tây, khỉ đột đồng bằng phía Đông và khỉ đột núi. Hiện nay có 2 loài khỉ đột, với mỗi loài 2 phân loài. Các loài và phân loài khác nhau phát triển từ một loài khỉ đột duy nhất vào kỷ băng hà. Khỉ đột sống theo đàn dưới sự chỉ huy của một con đực to khỏe nhất. Nhiệm vụ của con đực là lãnh đạo và bảo vệ cả đàn khỏi bị thú dữ tấn công. Kẻ thù nguy hiểm nhất của khỉ đột là loài báo hoa mai rất hung dữ. Khi bị đe dọa, con đực đứng thẳng người và dùng hai tay đấm thình thịch vào bụng để cảnh báo trước khi chiến đấu. Khỉ đột được biết đến như một giả thú đầy sức mạnh với ngoại hình to lớn, khỏe hơn nhiều so với con người. Đôi tay mạnh mẽ và một cú đấm của khỉ đột có thể khiến mọi vật đối diện phải biến dạng. Dù có thân hình đồ sộ, nhưng khỉ đột có tốc độ chạy ở mức trung bình khoảng 40 km/h. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại thực vật như cây mọng nước, trời non. Khỉ đột thường sống trong những rừng đậm, nơi có nhiều cây cối và đó là nguồn thực phẩm quan trọng của chúng. Tuy có thân hình to lớn và dữ tợn, nhưng trên thực tế, những con khỉ đột chủ yếu lại ăn thực vật và ít khi gây hại cho những con thú khác. Số 5. Hà mã, lực cắn 1821 PSI. Hà mã được nhận biết bởi thân hình tròn trịa, gần như không lông, cái miệng và bộ hàm lớn, hai đôi chân ngắn và kích cỡ to lớn. Chúng là động vật có vú trên cạn lớn thứ 3 về khối lượng sau tê giác trắng và 3 loài voi. Dài 3,6-4m, cao từ 1,5-1,7m. Hà mã là một trong những loài thú đi bằng 4 chân lớn nhất. Dù có hai đôi chân ngắn và thân hình bè bè, chúng lại có thể dễ dàng chạy nhanh hơn con người. Hà mã là một trong những sinh vật hung hăng nhất trên thế giới và thường được xem như là một trong những động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi cũng như trên thế giới. Không một loài thú hoang dã nào ở châu Phi ngờ nhiều như những con hà mã. Bộ hàm của hà mã đã có những chiếc răng nanh và răng cửa rất lớn, cùng với đó là lực cắn 1825 PSI, tương đương 1,28 triệu kg trên 1 mét vuông. Hà mã được xem là một loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi. Hàng năm có 2.900 người bị giết bởi loài này. Hà mã đặc biệt hung dữ khi lãnh thổ của chúng bị xâm phạm và động đến con cái của chúng. Chính vậy, những thổ dân ở châu Phi rất dễ mất mạng khi vô tình xâm phạm lãnh thổ của hà mã. Chúng sẽ rượt đuổi, kéo họ xuống đầm, cắn nát thuyền hoặc có thể là cắn nát cả đầu của họ. Là loài thú dữ tợn nhất châu Phi, hàm của hà mã có thể nghiền nát một hoặc hai con cá sấu dài khoảng 3 mét. Độ hung bạo của chúng mạnh hơn bất kỳ loài vật có kích thước lớn nào. Chúng có trọng lượng trung bình lên đến 1,5 tấn và hàm răng có sức mạnh tương đương với một chiếc búa tạ cỡ lớn. Chúng thường tấn công những con người và tàu bè nhỏ. Mặc dù có thân thể thấp và 4 chân ngắn, nhưng hà mã có thể đạt tới tốc độ 48 km/h và dễ dàng vượt mặt con người. Chúng cũng là loài thú có vú nặng thứ 3 trên mặt đất.
Con đực có thể nặng tới 1,8 tấn và dài khoảng 5 mét. Không nên trêu chọc một con hà mã, nhất là khi chúng đang nhấm nháp bữa ăn trưa. Số 4. Báo đốm, lực cắn 2000 PSI. Báo đốm là thành viên có chiếc hàm khỏe nhất trong họ nhà mèo. Lực cắn của báo đốm đo được là 2000 PSI, tương đương 1,4 triệu kg trên mét vuông, gấp đôi loài hổ và hơn hẳn 3 lần so với loài sư tử. Do lực cắn mạnh, vì thế loài này thường săn mồi bằng cách cắn thẳng vào hộp sọ của con mồi. Sức mạnh của chúng đã được chứng minh khi có thể phá vỡ được những chiếc mai dài hàng centimet của loài rùa. Báo đốm là một kẻ săn mồi rình rập hơn là một kẻ săn mồi được đuổi. Chúng có thể chạy nhanh tới 70 km/h nhưng không bền, nên chúng thường kiên trì rình mồi và ít khi tham gia vào các cuộc đua dài hơi. Báo đốm sẽ đi chậm xuống ở những con đường trong rừng, lắng nghe và rình rập con mồi trước khi lao tới hoặc phục kích. Báo đốm thường tấn công từ bụi rậm và thường là từ điểm mù của mục tiêu với cú đẩy nhanh. Khả năng phục kích của loài này được coi là gần như vô song trong vương quốc động vật. Cuộc phục kích của nó có thể bao gồm nhảy xuống nước nếu con mồi đang ở dưới nước, vì một con báo đốm có khả năng giết con mồi khi bơi. Sức mạnh của nó có thể kiểm chứng từ một ghi nhận về một cái xác to của một loài bò cái được kéo từ dưới nước lên. Khi giết con mồi, báo đốm sẽ kéo xác đến một chỗ an toàn hoặc nơi kín đáo khác. Nó bắt đầu ăn ở cổ và ngực thay vì ở giữa. Tim và phổi được tiêu thụ, tiếp theo là vai. Nhu cầu thức ăn hàng ngày của một con báo nặng 34 kg nằm ở mức cực thấp, được ước tính chỉ là 1,4 kg. Đối với cá thể nuôi nhốt trong phạm vi 50-60 kg, chúng sẽ ăn hơn 2 kg thịt mỗi ngày. Trong tự nhiên, tiêu thụ tự nhiên là thất thường hơn. Báo đốm tiêu tốn năng lượng đáng kể trong việc bắt và giết con mồi, và chúng có thể tiêu thụ tới 25 kg thịt trong một lần ăn, sau đó có thể nhịn ăn vài ngày. Số 3. Cá sấu Mỹ, lực cắn 2125 PSI. Với một con cá sấu Mỹ trưởng thành thì chiều dài đạt đến 3,4 mét và nặng khoảng 450 kg. Cá sấu Mỹ được coi là loài bò sát lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở loài cá sấu này không phải ở kích thước của chúng mà là lực cắn. Với lực cắn lên đến 2125 PSI, tương đương 1,5 triệu kg trên mét vuông, cá sấu Mỹ có thể xé con mồi thành nhiều mảnh. Cá sấu Mỹ rất nhanh nhẹn trong khoảng cách ngắn, thậm chí ngoài môi trường nước. Chúng có quai hàm cực khỏe và bộ răng sắc nhọn để xé thịt, nhưng chúng không thể há miệng nếu nó bị khép chặt. Vì thế, có một số câu chuyện về việc người sống sót khỏi những con cá Mỹ mõm dài bằng cách khép chặt quai hàm của chúng. Tất cả những con cá sấu lớn cũng có vuốt sắc và khỏe. Cá sấu Mỹ là những kẻ đi săn theo kiểu mai phục. Chúng chờ đợi con cá hay các động vật sống trên đất liền đến gần, sau đó tấn công chớp nhoáng. Sau khi dùng cú đớp trợ gián của mình, cá sấu sẽ kéo con mồi xuống con sông để nhấn chìm tới ngạt thở. Sau đó, để xé mồi, nó ngoạm chặt miếng thịt rồi xoay nhiều vòng để dứt thịt ra ngoài. Thoạt nhiên, bạn có thể cho rằng điều này thật khó khăn vì không kiếm được điểm tựa. Nhưng những con cá sấu Mỹ thì không phải lo điều này. Ngay khi đến nơi được mùi báo, 5-6 con cá sấu cùng bơi đến tỏ ý muốn chia sẻ bữa ăn, và thường thì con mồi sẽ bị xé ra thành hàng trăm mảnh nhỏ bởi những bộ hàm to khỏe và cú xoay người mãnh liệt. Là động vật ăn thịt có máu lạnh, chúng có thể sống nhiều ngày mà không cần thức ăn và hiếm khi thấy chúng tích cực đi săn mồi. Mặc dù có vẻ ngoài chậm chạp, nhưng cá sấu Mỹ là những kẻ săn mồi thường hạn trong môi trường sống của chúng, và người ta còn thấy một số loài cá sấu dám tấn công và giết cả sư tử, động vật móng vuốt lớn và thậm chí là cả cá mập. Số 2. Cá sấu nước mặn, lực cắn 3694 PSI. Cá sấu nước mặn là một trong những loài bò sát lớn nhất thế giới và cũng là một trong những loài có lực cắn mạnh nhất từng đo được, với lực cắn lên đến 3694 PSI, tương đương 2,5 triệu kg trên mét vuông. Sức mạnh này đến từ những bó cơ nằm tại hàm của chúng. Cá sấu nước mặn là một loài động vật chuyên ăn thịt đầu bảng. Chúng phục kích hầu hết các con mồi và sau đó nhấn chìm hoặc nuốt chửng toàn bộ con mồi. Cá sấu có khả năng chiếm ưu thế so với hầu hết các động vật xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, bao gồm cả những kẻ săn mồi khác như cá mập, các loại cá nước ngọt và cá nước mặn, bao gồm các loài cá biển khơi, động vật không xương sống như giáp sát, các loài lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú, bao gồm cả con người. Cá sấu nước mặn đã được liệt kê trong sách đỏ IUCN kể từ năm 1996. Chúng bị săn bắt để lấy da trong suốt những thập niên 1970 và đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt bất hợp pháp và mất môi trường sống. Với một lịch sử lâu dài thường xuyên bị tấn công và ăn thịt người trong phạm vi sinh sống của mình, chúng được xem là một dã thú nguy hiểm đối với con người. Chúng có một cái đầu lớn đặc trưng bởi hai gờ nổi xuất phát từ mắt và kéo dài đến giữa mũi. Bảy loài này hình trái xoan, cá sấu con có màu vàng nhạt. Chúng mang theo những sọc chấm trên thân và đuôi. Cá sấu trưởng thành có màu sẫm hơn, màu nâu vàng đến màu xám.
mặt bụng màu trắng hoặc vàng. Các sọc xuất hiện ở phần dưới của thân nhưng không kéo dài đến hết mặt bụng. Đuôi có màu xám với những vạch đen. Cá sấu nước mặn là một trong những loài động vật thông minh và có hành vi phức tạp. Chúng liên lạc với nhau thông qua những tiếng kêu. Cá sấu còn sử dụng những âm cao rầu rĩ thành những hồi ngắn và liên tục. Âm dùng để hăm dọa là tiếng huýt gió khi có những kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa. Cá sấu mới nở tạo ra những âm cao với những hồi ngắn. Cuối cùng, âm thanh ve vãn là những tiếng gầm nhẹ và dài. Cá sấu nước mặn sử dụng nhiệt độ môi trường để duy trì thân nhiệt của chúng. Chúng làm mát cơ thể trong nước và phơi nắng để làm ấm cơ thể. Số 1. Cá sấu sông Nin 5000 PSI. Cuối cùng cũng đã đến, nhà vô địch về lực cắn ở thời điểm hiện tại trên hành tinh này. Khi những ước tính về lực cắn của cá sấu sông Nin có thể lên tới 5000 PSI, tương đương 3,5 triệu kg trên mét vuông. Con số thực sự khủng khiếp. Dù chưa có nghiên cứu đo đạc nào cụ thể, tuy nhiên có thể coi cá sấu sông Nin là loại có lực cắn mạnh nhất trên thế giới. Chiếc hàm dài siêu khỏe cùng những chiếc răng sắc nhọn khiến không một con mồi nào có thể thoát khỏi miệng của loài cá sấu này. Chúng có thể dùng chiếc hàm cực khỏe của mình để thực hiện cú táp để xé toạc con mồi mà không gặp chút khó khăn nào. Cá sấu sông Nin có thể dài tới 5m, ít khi thấy chúng dài tới 5,5m. Cá sấu trưởng thành nặng khoảng 225 kg. Và có một số cá thể nặng tới 700 kg. Giống như các loài cá sấu khác, chúng là loài lưỡng hình giới tính, với con đực thông thường to hơn cái khoảng 30%, mặc dù khác biệt này là nhỏ hơn so với các loài cá sấu khác, chẳng hạn như cá sấu nước mặn. Cá sấu sông Nin trưởng thành thường sử dụng thân hình và đuôi của chúng để dồn cá thành một bầy về phía bờ sông để ăn thịt chúng và những cú cắn ngang đầu chúng. Chúng cũng hợp tác để ngăn các loài cá di cư bằng cách tạo ra những cung tròn ngang trên sông. Những con cá sấu to lớn nhất thì được ăn đầu tiên. Khả năng ngụy trang bằng cách ngâm mình dưới nước cùng với tốc độ cao trong những khoảng cách nhỏ giúp chúng có hiệu quả cho việc săn bắt các con mồi lớn. Chúng ngoạm các con mồi như thế bằng các hàm cực khỏe và kéo con mồi xuống nước và cố gắng giữ con mồi ở đó cho đến khi chúng bị chết đuối vì ngạt thở. Chúng cũng sẽ ăn thịt các loài chết đã lâu mặc dù chúng không thích ăn thịt thối rữa. Các nhóm cá sấu sông Nin có thể bỏ hàng trăm mét xa nguồn nước để săn tìm thức ăn tươi sống. Khi con mồi của chúng đã chết, chúng xé toạc và ăn từng tảng thịt to. Khi nhóm cá sấu sông Nin chia sẻ thức ăn, chúng sử dụng nhau như là đòn bẩy, cắn sâu vào cơ thể con mồi và sau đó vặn xoắn cơ thể để tách ra lớp thịt lớn. Chúng cũng có thể tạo ra đòn bẩy cần thiết bằng cách hãm con mồi ở dưới các tảng đá hay cành cây trước khi cắn xé và vặn mình. Trên đây là 11 loài động vật có lực cắn mạnh nhất trên hành tinh mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Hy vọng rằng video này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích đến các bạn. Nếu có ý kiến đóng góp gì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Cũng đừng quên ấn like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.